nay giới thiệu bạn cặp loa mà phải nói là anh em của HBM100, đó là Pioneer HBM40, thiết kế 3 loa, 3 đường tiếng, và đặc biệt nó sử dụng cái loa phép HBM lừng danh. Cái loa phép này cho ra tiếng rất là tí tách ngọt ngào luôn. Trước khi đi vào giới thiệu chi tiết thì mình quảng cáo thêm là bên mình có bán USB ổ cứng chép sẵn nhà chất lượng cao. Một cái USB như thế này là 128GB 800.000, còn ổ cứng là 1.000GB giá 2 triệu. Các bạn có nhu cầu thì liên hệ mình nha. Tất cả đều chép nhạc chất lượng cao. Đây là cặp lưới của đôi loa này. Lưới nó còn rất là đẹp nha. Lưới còn đẹp. Rồi. Cái dòng này á, là dòng nội địa Nhật. Phiên bản này nó có hai phiên bản, một phiên bản xuất Mỹ, một phiên bản nội địa Nhật, thì nó khác nhau ở cái loại bát. Bát của phiên bản xuất Mỹ thì gân vải, còn bát ở nội địa Nhật thì gân mút nha. Loa này có thiết kế rất là đẹp, màu gỗ bát 25, lỗ thông hơi nằm ở phía trước, rất là dễ bố trí. Thùng của nó thì rất là không nhỏ không to, vừa. Cái thông số thì nó ghi ở phía sau luôn đây. Có một cái tờ giấy gọi là giấy khai sinh của loa. Cái giấy này nó được in tại Nhật Bản luôn này. Các bạn thấy nó ghi 3 quay, 3 speaker là 3 đường tiếng á. 8 ohm, công suất 40W một loa. Độ nhạy là 91 dB. Chiều ngang của loa là 32,5, chiều cao là 57, chiều sâu là 31,7. Thì cái loa này rất là dễ ghép âm ly, chỉ cần những âm ly khoảng 40-50W là ghép được rồi, và ghép hay luôn á. Đó là cặp loa này rất là dễ, vừa tầm tiền, chỉ có 6 triệu thôi mà chúng ta có thể ghép một cái âm ly khoảng 4-5 triệu nữa là được rồi. Ví dụ như trong này mình ghép âm ly Pioneer này, nó cũng chỉ có 5,2 triệu thôi. Và đôi loa này 6 triệu nha. Cặp loa này phù hợp ngay nhiều loại nhạc. Nhạc vàng cũng được, nhạc trữ tình cũng được, nhạc các loại nhạc quốc tế cũng được luôn. Tiếng rất là tí tách ngọt ngào. Rồi bây giờ mình sẽ test nhạc luôn cho các bạn nghe.